Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số tỉnh thành, không loại trừ khả năng lây lan trên nhiều địa phương trong cả nước. Và để tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành văn bản số 5-2 ngày 31 tháng 1 năm 2021, chỉ đạo các ban ngành địa phương, đơn vị liên quan quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cụ thể như sau. Một đề nghị các sở ban ngành thuộc ủy ban nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân các quận huyện và đề nghị các hội đoàn thể, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt công văn số 488 ngày 28 tháng 1 năm 2021 của ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc, không chủ quan, buông lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo của chính phủ, bộ y tế và các cơ quan trung ương liên quan. Quản trị toàn thể các bộ, nhân viên, người lao động luôn ý thức thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19, kịp thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, cách ly khoanh vùng và áp dụng hiệu quả các biện pháp can thiệp y tế. Các sở ban ngành địa phương, các hội đoàn thể chuẩn bị kích hoạt các phương án và biện pháp ứng phó phòng chống dịch COVID-19 ở mức độ cao nhất. Hai, giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với công an thành phố, ủy ban nhân dân các quận huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 Đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, cụ thể như sau. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 F1, cách ly tập trung đủ 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn lây, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần, lần 1 vào ngày phát hiện, lần 2 vào ngày 14, lần thứ 3 vào ngày 21 kể từ ngày tiếp xúc với nguồn lây. Nếu từ lúc tiếp xúc với nguồn lây đến lúc phát hiện trên 12 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần 1 vào ngày phát hiện, lần 2 vào ngày thứ 21 kể từ ngày tiếp xúc với nguồn lây địa điểm cách ly, khu ký túc xá phía tây thành phố, quận Liên Chiểu. Người dân đã từng đi đến về từ thành phố Chi Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 và sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1 năm 2021 đến nay lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, tư vấn cho người được lấy mẫu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hạn chế tiếp xúc, di chuyển trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm luôn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và không tham gia các hoạt động đông người. Người về từ tỉnh Hải Dương từ ngày 13 tháng 1 năm 2021, tính từ lúc rời khỏi tỉnh Hải Dương, cách ly y tế tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày rời khỏi, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần, lần 1 vào ngày phát hiện, lần 2 vào ngày 14, lần 3 vào ngày 21 kể từ ngày rời khỏi. Nếu từ lúc rời khỏi đến lúc phát hiện trên 12 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần 1 vào ngày phát hiện và lần 2 vào ngày thứ 21 Kể từ ngày rời khỏi. Người về từ Quảng Ninh từ ngày 18 tháng 1 năm 2021, tính từ lúc rời khỏi tỉnh Quảng Ninh, cách ly y tế tại nhà đủ 21 ngày, kể từ ngày rời khỏi, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần, lần 1 vào ngày phát hiện, lần 2 vào ngày 14, lần 3 vào ngày 21 kể từ ngày rời khỏi. Nếu từ lúc rời khỏi đến lúc phát hiện trên 12 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần 1 vào ngày phát hiện, lần 2 vào ngày thứ 21 kể từ ngày rời khỏi. 3 đề nghị Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp kiểm tra, chứng chỉnh đối với các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn, yêu cầu toàn bộ quản lý, nhân viên, tiểu thương và người dân bắt buộc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay, giữ khoảng cách trước khi vào mua sắm, sử dụng dịch vụ. 4. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp kiểm tra, có biện pháp phối hợp yêu cầu tất cả các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách, khai báo y tế theo quy định tại nhà ga, bến xe, sân bay, cảng biển, phương tiện giao thông công cộng. 5. Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các dự án, Ban quản lý các khu công nghệ cao và các khu công nghiệp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp kiểm tra, chứng chỉnh, yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, khu công nghiệp, xí nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 6. Đề nghị Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp kiểm tra, yêu cầu các cơ sở lưu trú nghiêm túc thực hiện các biện pháp khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19. Thông báo cho các cơ quan y tế địa phương khi phát hiện các trường hợp trở về đến từ Quảng Ninh, Hải Dương và các vùng dịch khác, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. 7. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Đại học Đà Nẵng chỉ đạo các cơ sở giáo dục, dạy nghề trên địa bàn thành phố tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại trường học, đảm bảo an toàn đối với học sinh, sinh viên, giáo viên và người lao động trước, trong và sau khi đến trường. 8. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường truyền thông rộng rãi các nội dung nêu trên để người dân hiểu và thực hiện, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 9. Đề nghị công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận huyện và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường đà soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố, tại cộng đồng dân cư, điều tra, truy vết, khoanh vùng, áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm và các trường hợp liên quan giám sát thực hiện cách ly y tế đối với các trường hợp cách ly y tế tại nhà, đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn. 10. Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Công an thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan, chỉ đạo chính quyền và các cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương đà soát kịp thời phát hiện các trường hợp nêu trên tại cộng đồng dân cư để áp dụng các biện pháp điều tra, truy vết, khoanh vùng, can thiệp y tế phù hợp tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang, tập trung đông người, vi phạm các quy định phòng chống dịch tại nơi công cộng. 11. Đề nghị các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện tổng hợp các hoạt động đã triển khai trong ngày, báo cáo kết quả kiểm tra, các đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 về sở y tế, cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố trước 15 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân thành phố. Báo cáo gửi về phòng nghiệp vụ y, sở y tế, địa chỉ email nghiệp vụ sit a -đà gov vn